giá tiêu hôm nay 20 tháng 8, đồng loạt tăng, bà Rịa, Vũng Tàu thêm 2.000 đồng trên kg. Giá tiêu trong khoảng 139.000 đến 141.000 đồng trên kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay tăng 1.000 đến 2.000 đồng trên kg. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng giá tiêu tại Indonesia ngày đầu tuần. 7 tháng đã qua của năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil giảm đến 8%. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 141.000 đồng trên kg tăng 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng trên kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 139.00 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 140.000 đồng trên kg, tăng 2.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng trên kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay tăng 1.000 đến 2.000 đồng trên kg so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen Lampang, Indonesia chốt tại 7.472 đô la Mỹ trên tấn, tăng 0,8%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Kuching, Malaysia, ASTA mức 8.500 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng Muntok Tóc 8.798 đô la Mỹ trên tấn, tăng 0,8%. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.400 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 5.800 đô la Mỹ trên tấn với loại 500 GL, loại 550 GL mức 6.200 đô la Mỹ trên tấn giá tiêu trắng ở mức 8.500 đô la Mỹ trên tấn. IPC điều chỉnh tăng giá tiêu tại Indonesia ngày đầu tuần. Nhận định về thị trường tuần trước, IPC cho hay có những phản ứng trái chiều. Cụ thể, sau 2 tuần ghi nhận tăng, giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Ấn Độ và Sri Lanka ổn định trong tuần trước. Ở Đông Nam Á, chỉ có giá tiêu đen Indonesia tiếp tục tăng kể từ tuần trước, trong khi giá tiêu trắng ghi nhận giảm khi đa phần nông dân tại nước này đang trong mùa thu hoạch. Giá tiêu nội địa Malaysia ghi nhận giảm trong tuần trước, còn giá xuất khẩu ổn định và không thay đổi. Giá tiêu đen Brazil tiếp tục giảm trong 3 tuần qua, trong khi giá tiêu đen Campuchia và tiêu trắng Trung Quốc tiếp tục ổn định và không thay đổi. Cũng theo cộng đồng hồ tiêu quốc tế, 7 tháng đã qua của năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil giảm đến 8%, còn khoảng 42.000 tấn, giá trị tương đương 165 triệu đô la Mỹ.